Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng, huynh đệ gần xa kính mến. Hôm nay là thứ năm, ngày 8 tháng 8 năm 2019. Như thường lệ thì giờ này huynh đệ chúng ta gặp gỡ, nhắc nhở cho nhau về lời Phật ý tổ để cùng sách tấn nhau trên con đường nhân vị để trở về nhân bản. Nhân vị có nghĩa là hiện bây giờ anh em huynh đệ tất cả chúng ta là đang trong cái vai trò thế giới loài người và đang làm kiếp con người, và để trở về cái nhân bản, có nghĩa là trở về cái gốc là thành Phật. Mà muốn thành Phật, học Phật thì chư huynh đệ cũng biết là phải đòi hỏi con người có cái trí tuệ. Thưa quý vị, thì tôi nhớ người xưa có cái câu là Sơn Trung Giả Hữu Thiên Niên Thọ, Thế Thượng Năng Phùng Bách Tuế Nhân. Sơn Trung Giả Hữu Thiên Thiên Niên Thọ có nghĩa là ở trong núi á, ở trên núi á, có những cái cây nó sống tới ngàn năm, nhưng mà Thế Thượng Năng Phùng Bách Tuế Nhân. Mình ở đời á thì mình hiếm gặp, hiếm thấy được người trăm tuổi, cho nên gọi là Sơn Trung Hữu Giả Thiên Niên Thọ, Thế Thượng Năng Phùng Bách Tuế Nhân. Trên núi chúng ta có thể gặp cái cây khảo cổ, cái cây nó sống ngàn năm, nhưng mà ở đời này ta không gặp, hoặc là ít gặp người sống trăm năm. Cho nên như vậy mà các vị nên nhớ, tôi cố gắng để chia sẻ cho chư huynh đệ. Nói gì thì nói, chứ hiện bây giờ chúng ta đang cái nhân vị là đang cái là con người. Mà để chúng ta nó hoàn hảo, nó đầy đủ cái tuệ giác để trở về nhân bản một vị Phật thì thật sự ra là nó dễ, nhưng mà không phải một sớm một chiều. Cho nên ở đời á, thì người xưa cũng nói cái người quân tử có ba cái lo, gọi là quân tử hữu tam hoạn. Người quân tử có ba cái lo, là cái lo thứ nhất đó là vị chi văn hoạn phất đắc văn giả, lo rằng là mình không có được nghe nhiều, hiểu biết nhiều trong cái kiếp người của mình, kiếp đời mình không có cơ hội để mình nghe, mình hiểu nhiều. Cái hoạn thứ hai, cái lo thứ hai, chữ hoạn là lo nha. Cái lo thứ hai là ký văn chi hoạn phất đắc học giả. Cái lo thứ hai là lo rằng mình biết nhiều, hiểu nhiều rồi mình không có còn cái đủ cái công việc, cái thời giờ mà mình học được những điều mình chưa biết, hoặc đã biết mà mình không có lưu lại được. Cái lo thứ ba đó là ký học chi hoạn phất năng hành giả, có nghĩa là lo rằng á mình đã được học nhưng không được thực hành những điều mình đã học. Thành ra người xưa có ba cái lo đó, người quân tử có ba cái mối lo đó. Vì vậy mà nếu nói trên cuộc đời này mà con người mà không có hoạn á, nghĩa là không có lo đó, thì cũng không trúng. Lo chứ, phàm con người sanh ra nó có cái não bộ nó khác hơn các cái loài động vật khác, cái loài thượng cằm hạ thú á,
thì cái xương sống nó luôn đi ngang, cho nên cái não đi ngang, cho nên nó đâu có phát triển như con người chúng ta. Cho nên con người chúng ta có cái não nó tối linh hơn, thì vì vậy mà cái con người nó có nhiều cái mối hoạn mối lo lắm. Như người đời thì xưa nay thì cứ nhớ, tôi nhớ cái bài là người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trong nhiều bề cũng còn lo đó. Cái người đi cấy thôi mà họ cũng có lo cái gì, trong trời trong đất trong mây trong mưa trong nắng trong ngày trong đêm, trong sao chân cứng đá mềm, trời yên bể lặng mới yên tấm lòng. Người đi cấy là người rất là thoải mái nhất, mà người ta cũng phải lo, mà lo trời đất lo mây mưa. Bởi vì nếu mà đi cấy mà nắng quá thì bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, nóng quá chịu không nổi, mà nếu mưa thì cũng sao cấy được. Cho nên ngay cả cái người đi cấy trên đồng ruộng họ còn lo. Đừng nói chi người trí giả, đừng nói chi con người có cái vai trò, cái trách nhiệm, cái bổn phận đối với một cái gia đình, một cái tập thể, một cái cộng đồng, một cái xã hội, luôn cả kể cả cái giới tu sĩ. Cho nên đừng ai dối lòng là tôi sống cuộc đời này không lo, lo chứ. Thì chư huynh đệ cũng biết rằng ở ngoài đời á, nếu mà cái người mà gọi là bần tiện á, người nghèo khó đó, thì thông thường cái bước ban đầu của họ là cần kiệm. Bởi vì cái người sinh ra vốn dĩ nó thiếu cái may mắn, cho nên nó gặp cái hoàn cảnh éo le, khó khăn, nghèo khổ. Thì cho nên người đó phải cố gắng cần kiệm. Mà người xưa nói là phước sanh ư kiệm. Người mà biết kiệm, biết cần, thì người đó nó sẽ dần dần nó trở thành gọi là sinh ra phú quý. Gọi là bần tiện sinh ra cần kiệm, mà cần kiệm sinh ra phú quý. Nhưng mà con người khi được có một chút giàu có một chút danh vọng, có một chút quyền lợi rồi đó, thì lại phú quý sinh ra kiêu sa. Từ cái giàu có sang trọng nó trở thành con người kiêu sa, kiêu kỳ, khinh người. Rồi từ cái kiêu sa đó đó thì cái sự may mắn, cái sự phước báo con người nó dần dần nó mai một đi, cho nên từ cái kiêu sa mà sinh ra dâm dật. Rồi từ cái ăn chơi sa đọa, kiêu sa xa xỉ đó, từ dâm dật đó nó sinh trở lại bần tiện như ban đầu. Và tôi nói như vậy có nghĩa là từ ở trong những cái sách của người xưa, rồi các huynh đệ thấy trong cái giai đoạn của cuộc đời mình có mặt tới cõi đời mấy mươi năm này, thì chúng ta mới nghiệm rằng thấy là người xưa nói không sai. Không sai. Người xưa nói rất rõ ràng, bần tiện sinh ra cần kiệm sinh ra phú quý sinh ra kiêu sa sinh ra dâm dật sinh ra bần tiện. Nó đi một vòng, bởi vì con người nó không nằm vững được trong cái đạo đức. Vì vậy mà tôi thấy rất rõ có những người có những có những gọi là cái cơ may, cho nên nó gọi là đắc thời đắc thế, thì con người bỗng chốc nó dễ dàng nó phất, như người ta gọi là như là cờ tới tay ai nấy phất. Nhưng mà trong đắc thời đắc thế đó đó mà con người ý thời ý thế thì coi như các vị đã ý thấy rõ rồi, cuối cùng con người nó sẽ phá tất cả cái thời thế đó. Cho nên
Cuộc đời có nhiều lúc chúng ta đâu có lường được cái bước trước của ta đâu, phải không? Tôi thường hay chia sẻ với các vị, một bước dở chân lên chưa hạ chân xuống thì chưa biết ở dưới mặt đất nó có những gì. Có nhiều khi dở cái chân lên hạ chân xuống, chúng ta có khi gặp được cái thảm cỏ rất là êm dịu để nó làm cho cái lòng bàn chân nó cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng có nhiều khi chúng ta vừa đặt chân xuống ở dưới đó, đó có những cái miếng chai, có những cây gai để đâm, để rách cái lòng bàn chân của chúng ta. Thành ra kiếp con người của chúng ta, các huynh đệ nhớ, nó không có chi là bền chắc. Mà đó, những cái câu đầu tiên tôi vừa vô tôi nói đó là sơn trung hữu giả hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bách tế nhân. Trên non cây sống ngàn năm, trên đời ít thấy tuổi trăm bao người. Đó là cái lời tôi xin dịch ra. Cho nên tôi chia sẻ với các huynh đệ bằng tất cả những cái sự tham vấn, bằng cái cõi lòng của mình. Có nhiều khi nó nghe rất là hùng hồn, nhưng mà có nhiều lúc nó nhẹ nhàng như dòng nước chảy. Tuy nhiên trong cái sức hùng hồn đó, có lắm khi nó bị chặn bởi cái sức gió. Nhưng mà cái dòng nước chảy nhẹ nhàng kia đó, nó có một sức mạnh đặc biệt của nó. Thành ra khi khi thì hùng hồn, khi thì nhẹ nhàng, để muốn lưu lại cho chư huynh đệ có những phút giây ngồi kiểm tra lại mình, ngồi quán chiếu cái dòng đời. Tôi mới quyết định một điều để cho chư huynh đệ thấy rằng tất cả chúng ta tu cái pháp môn gì không được không nói, nhưng không qua cái pháp môn mà chúng ta ngồi lắng lại cõi lòng của mình và đem cái tâm thiện lành mà tư duy trong cõi trần thế này, để rồi mới thấy bao người còn biết bao nhiêu con người còn vùi đầu trong cái khổ đau của dục vọng, của tham vọng. Trong đó bản thân tôi cũng như vậy. Tôi cũng không ít lần cũng vùi đầu trong những cái tham vọng, trong những cái mơ tưởng. Mà rồi lắm khi nhìn lại, chúng ta thấy chúng ta cuối cùng chỉ là một cái sinh vật nhỏ bé trong cái pháp giới bao la này mà thôi. Nhưng mà chúng ta tạo quá nhiều cái khổ đau cho nhau, tạo quá nhiều cái đắng cay, bởi vì chúng ta bị lầm chấp trong cái bản ngã của mình. Thưa chư huynh đệ, ráng nhớ cái câu đầu tiên mà tôi dạo đầu tôi nhắc đó, các huynh đệ nhớ cái câu đó mà cứ nhắc nhở cho chính mình, là sơn trung giả hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bách tuế nhân. Là trên non cây sống ngàn năm, nhưng mà trên đời thì ít thấy tuổi trăm bao người. Nếu như trời, ông Trương Hoành Cừ, một tiên sinh xưa đó, Trương Hoành Cừ có nói câu á, nếu trời mà cho ta giàu sang sung sướng á, có nghĩa là chiều chuộng để cho ta dễ làm lành. Nhưng mà nếu ông trời bắt ta nghèo khổ lo buồn á, thì cũng có nghĩa là mài dũa để ta được kiên gan bền chí. Tôi ngày nào tôi bây giờ huynh đệ biết không, tôi không có còn cái như thời tuổi trẻ nữa. Cho nên tôi thiệt lòng tiếc lắm. Nhưng mà rồi cũng không dám bỏ. Ngày nào cũng ráng mài mò học vài cái câu của Thánh Hiền để áp dụng vô những cái buổi giảng cũng như những cái răn dạy cho chính mình. Cái câu đó rất là đơn giản mà rất là hay. Trời cho ta giàu sang sung sướng, cốt để chiều chuộng cho ta dễ làm lành. Vậy nếu cái người nào mà có được cái cơ may ăn nên làm ra, gọi là giàu sang sung sướng,
là đó là cái điều kiện để giúp cho ta hãy tiếp tục và tiếp tục gieo cái giống lành, gieo cái duyên lành, gieo cái phước lành. Còn nếu như mà do cái nghiệp số của ta mà sanh ra ta nghèo khổ, lo buồn, bệnh tật, đau ốm, thì cũng các huynh đệ cũng chớ có đem cái tâm mà buồn mà than trời trách đất, mà cốt để mài dũa để cho ta có kiên gan bền chí. Đó là cái câu của ngài Trương Hoằng Cừ. Như vậy thì cuộc đời này thôi, thì người xưa cũng đã nói là không tiền chớ đến chỗ đông, mà gặp nạn chớ đến cậy trong nhân tình. Nếu không tiền thì ta đến chớ có đến cái chỗ đông người, bởi vì ta thấy tủi thân, ta bị người ta khi dễ, người ta bị người ta xem thường, thì có khi mình không dằn được cái sự tủi thân của mình. Còn mình gặp nạn thì một khi mà cái nghiệp nó tới, cái họa nó tới, mình đừng có bò lết tới cái người thân làm gì, rồi thêm cái tủi phận. Đó là nói về bản thân mình, nói về bản thân của mỗi chúng ta. Còn ngược lại thì nếu chúng ta là người học Phật, là con người có cái nghĩa khí, có cái tình người, thì mấy huynh đệ phải sống khác. Mình hãy giúp cái người trong cơn hoạn nạn, chứ không chứ đừng đem tâm giúp cái kẻ giàu sang. Họ giàu sang, họ phú quý, họ danh vọng rồi họ đâu có cần. Nhưng mà mình giúp cái người trong cơn nguy khốn, cho nên nó hai mặt. Cái mặt của mình thì khi mình không tiền, khi mình gặp nạn thì mình phải biết cái thân phận của mình. Nhưng mà khi cái mặt thứ hai, khi mà thấy người không tiền, thấy người hoạn nạn, mình hãy nên phát cái lòng nhân ra để mình. Bởi vì các vị biết, phàm giúp cho một cái con người, mà con người nào đó mà có ý thức vươn lên để có cái tâm lành mạnh, cái tâm tích đức, thì coi như chúng ta cúng dường một vị Phật. Tôi nhớ có một lần Đức Thế Tôn được một cái gia đình nọ, một cái ông trưởng giả nọ cúng cho Thế Tôn một bát cơm rất là ngon. Thế thì sau đó thì Thế Tôn mới gặp một cái con chó, nó sanh con mà nó đói quá. Thế Tôn vội xớt nửa bát cơm đó để cho con chó nó ăn. Thì bây giờ Thế Tôn mới xoay qua hỏi hỏi ngài Xá Lợi Phất. Chỗ này tôi nhớ là hỏi ngài Xá Lợi Phất, bởi vì tôi không nói là Thế Tôn hỏi A Nan, tại vì A Nan bây giờ chưa có chứng thánh quả, cho nên có thể rằng khó có thể nghiệm được cái lý nghĩa sâu xa đó. Thế Tôn mới xoay qua hỏi Xá Lợi Phất rằng bát cơm mà ta cho con chó đói nó ăn, vậy chứ so với cơm mà của đại thí chủ, của ông trưởng giả cúng ta khi nãy, như vậy thì ông nghĩ thế nào? Trong khi lời Đức Phật thường nói nhắc nhở để sách tấn là cúng dường cho bao nhiêu người ác ăn á, cho ngàn ngàn người ác ác ăn á, không bằng cúng dường cho một người lành ăn, người thiện ăn. Cúng dường cho 1.000 người thiện ăn á, không bằng cúng dường cho một vị trời ăn. Cúng dường 1.000 vị trời ăn á, không bằng cúng dường cho 1.000 vị A-la-hán ăn. Cúng dường cho
ở cúng dường 1.000 vị trời ăn không bằng cúng dường 1 vị A-la-hán ăn. Cúng dường cho 1.000 vị A-la-hán ăn không bằng cúng dường cho 1 vị Bích Chi Phật ăn. Cúng dường cho 1.000 vị Bích Chi Phật ăn không bằng cúng dường cho 1 vị Bồ Tát ăn. Và cúng dường cho 1.000 vị Bồ Tát ăn không bằng cúng dường cho 1 vị Phật ăn. Như vậy có nghĩa là mình cúng dường cho cái người giác ngộ và làm tất cả mọi việc nhân từ cho chúng sinh thì coi như là phước đức số 1 chứ gì. Nhưng mà bây giờ Đức Thế Tôn đem cái bát cơm ấy chia phân nửa cho con chó nó đang sanh con, nó đang đẻ con. Nó đói như vậy thì Thế Tôn hỏi như vậy các vị nghĩ như thế nào? Hỏi rằng ta đem bát cơm ta cho con chó đói ăn so lợi với ông đại thí chủ kia đem bát cơm cúng dường cho ta thì ông nghĩ như thế nào? Như vậy thì bây giờ Ngài Xá Lợi Phất trả lời rất rõ ràng. Dạ bạch Thế Tôn, theo như con nghĩ, dầu rằng Thế Tôn nói cái điều mà cúng dường cho một vị Thế Tôn, một vị Như Lai thì coi như là phước đức vô lượng. Nhưng hồi nãy cái vị kia đem cúng dường cho Thế Tôn bằng cái tâm thành kính, cái tâm còn phân biệt đây là một vị Phật. Còn bây giờ Thế Tôn là một vị Phật, đem nửa bát cơm của Thế Tôn cho con chó đói thì cái tấm lòng này của một vị Phật thương chúng sinh thì hiển nhiên rằng nó cao thượng còn hơn cái việc mà của chúng sinh cúng dường cho một vị Phật. Quý vị thấy thấy, cho nên chúng ta đừng có y theo một cái ngữ nghĩa kinh rồi để chúng ta chấp chặt trong cái ngữ nghĩa đó, mà chư tổ đó là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, nếu mà mình y theo kinh mà mình giải nghĩa thì oan cho ba đời chư Phật. Cho nên vì vậy mà gọi là Phật Pháp nó bất định Pháp. Nó tuyệt vời ở chỗ là chúng ta học tập Kinh Tạng Đại Thừa để chúng ta mở ra cái tầm nhìn đối với Pháp giới. Đành rằng Kinh Tạng Đại Thừa nó bị lai căng, nó bị trà trộn rất nhiều với cái gọi là còn gọi là cái ngã đắc của một vài chư tiền bối lịch đại tổ sư thiêm thác trong đó có. Nhưng mà các vị biết rằng nếu chúng ta biết gạn lọc, nếu chúng ta biết lựa chọn, nếu chúng ta biết tư duy lời nào là chân lý thì chúng ta cảm thẩm thấu. Hiện bây giờ gọi là thừa nước đục thả câu. Cho nên có một vài chư tăng hoặc là một vài Phật tử thấy rằng, nghe nói rằng Kinh Đại Thừa là kinh do chư tổ soạn lục lại, rồi bị tấn công là Kinh Tạng Đại Thừa là kinh ngụy tạo, là kinh coi như là không phải lời Phật nói, rồi bắt đầu xưng tán ca ngợi cái nền giáo lý tiểu thừa cho là đó là chính thống, đó là này kia nọ. Thưa các vị, lại một sự sai lầm. Không có Kinh Tạng Đại Thừa liễu nghĩa nào không bước qua cái nền của 37 trợ đạo phẩm, của tứ niệm xứ, của tứ chánh cần, của tứ như ý túc, của ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề và bát thánh đạo đâu. Không có một nền giáo lý đại thừa nào mà không bước qua cái gốc ban đầu, đó là vô ngã vô thường, để đạt tới cái niết bàn tịch tỉnh đâu. Bởi vì cái tư tưởng giáo lý đại thừa đành rằng do một vài chư tổ có thêm thắt, có sai lệch trong đó, nhưng những bộ kinh căn bản cội gốc nó gói gọn tất cả những cái phương pháp và để thực hành cho nó đúng như lý, để trở về cái từ cái nhân vị là cho trở về cái nhân bản một cách rất dễ dàng.
Cho nên tôi thấy có một ông thầy nói chuyện thì giống như giả, cái giọng như là thiền sư Thanh Từ vậy, tôi giấu tên bởi vì nhiều khi tôi nói ra mấy huynh đệ cũng buồn. Ông thầy này ngày xưa ở cái chùa Bình Thạnh, ở ở chùa ở ở Bình Thạnh chứ cũng đâu xa lạ. Rồi bây giờ đi lên cái lớp Phật học của mấy đàn em á, rồi mới nói rằng kinh Đại Thừa thế này thế khác, phải học tứ niệm xứ, phải tứ niệm xứ, chứ không tứ niệm xứ là coi như là không có căn bản của Phật pháp. Thật sự không có kinh Đại Thừa nào mà không bước qua ngưỡng cửa đó cả. Chẳng qua là thầy học từ chương trích cứu, từ chương trích cứu cho nên rồi nói tào lao mía lao thôi. Chứ còn thí dụ như nguyên cái bộ kinh Di Ma Cật này, các vị thấy học từ đầu tới bây giờ các vị thấy có lìa khỏi cái bát chánh đạo, có lìa khỏi cái gọi là tứ niệm xứ đâu. Thôi thì tôi nhắc nhở như vậy, cái thời buổi ngày nay á, thì mạnh ai nấy là tự 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 khoe khoang, tự khoe mẽ, tự khoác lác là mình có học, mình có hiểu, chứ thật chất ra đó chẳng có ai mà có thể hiểu hiểu trọn vẹn được cái chân lý đâu. Chỉ trừ ra người chứng nhập chân lý thì mới hiểu chân lý, còn tất cả chúng ta ngày nay á, chỉ là đeo cái kính màu. Thế thì đeo kính màu nào thì mình thấy màu đó. Cho nên tôi nhắc nhở chư huynh đệ vậy. Bây giờ mình tiếp bữa nay cho nó cố gắng để nó hết cái chương chương này. Phật dạy người cúng dường Pháp là người tùy thuận các tướng. Đối với các tướng không có chỗ sở nhập, cũng không có chỗ sở quy. Câu này thôi, nếu ngày nay ta học câu này thôi là coi như là ta an lạc, là ta đủ vốn rồi đó. Cái người cúng dường Pháp là người tùy thuận các pháp tướng. Mà khi mà tùy thuận các pháp tướng rồi đó thì mới thấy rằng đối với các tướng không có chỗ sở nhập, cũng như không có chỗ sở quy. Nghĩa là các pháp tướng không có chủ tể. Đã gọi là tướng thì nó không có chung cùng, nó không có chủ thể. Mà đã không có chung cùng, không có chủ thể thì nó không có chỗ để về. Nó không có chỗ để về. Nó không từ đâu đến thì nó không có chỗ để về. Gì đâu? Duyên tụ hợp lại thì gọi nó là sanh khởi. Nhưng mà duyên nó không còn tụ hợp lại, nó tan rã, nó hoại diệt, nó chia ly thì gọi là diệt, diệt vậy thôi. Sanh sanh diệt diệt. Nó vô cùng vô tận. Tôi thí dụ như tôi vừa đốt cây hương trước khi tôi giảng, các vị thấy tôi còn may là tôi để cái hộp quẹt trước mặt tôi đây. Thì bây giờ ai là người đủ cái khả năng, ai là người đủ cái bản lĩnh định nghĩa coi cái hộp quẹt này chủ thể nó là cái gì, chủ thể nó là cái gì? Hoàn toàn không có một bút mực nào, không có một gọi là trí thức nào có thể định nghĩa hết được cái hộp quẹt này, duyên khởi của nó là cái gì mà gọi để cho nó có một cái tên là cái hộp quẹt. Rồi bây giờ tại sao nó gọi là hộp quẹt? Hộp quẹt đã gọi là cái hộp quẹt thì có trong cái định nghĩa của chúng ta thì cái định nghĩa cái hộp quẹt này nó phải có lửa chứ gì? Để tạo nên lửa chứ gì? Thì bây giờ tôi hỏi các vị, nếu hộp quẹt này tạo nên lửa thì bây giờ lửa đã ở đâu?
Thì con người thì định nghĩa của riêng mình đó, là lửa nó có từ trong cục đá với cái bánh xe bằng sắt này, bánh xe bằng bằng nhôm, bằng thiết, bằng sắt này, để nó cọ với cục đá sanh ra lửa. Ồ, như vậy thì nếu khi mà cái bánh xe bằng bằng sắt, bằng nhôm, bằng thiết này mà nó không cọ với cục đá thì lửa ở đâu? À, các vị thấy không? Như vậy lửa ở đâu? Lửa ở khắp trong không trung này, nơi nào đủ duyên thì ta sẽ gặp lửa. Nhưng mà cũng phải đủ cái duyên, nếu hột quẹt cái bánh xe bằng sắt này với cả vô với cái cục đá này thì nó mới ra lửa. Nhưng mà nếu không có ngón tay này, không có ngón tay mà ấn cái chỗ để cho nó xì cái ga lên vậy thì có lửa không? Buông cái tay ra là lửa tắt, gặp cái tay vô, nhấn vô là lửa có. Như vậy lửa đâu? Lửa là cái gì, cái nguyên nhân nào để sinh ra lửa? Không bao giờ nói hết được cái duyên trùng trùng đó. Cho nên chúng ta nhớ rằng chúng ta may mắn lắm, chúng ta mới được làm con người như thế này. Mà con người sống trong trần thế giàu trên dưới chưa đầy 100 năm và hiếm thấy được người 100 tuổi. Biết rằng như vậy, ngay cả Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, thời của Đức Thế Tôn cho tới thời của chúng ta đang có mặt đây cách nhau 2.600 mấy mươi năm đó, mà thôi mình nói con số tròn là 2.600 năm, 26 thế kỷ đã qua. Mà thời đó đó ấn định rằng con người á đang ở kiếp giảm từ từ, mà thời đó là lấy cái tuổi thọ con người 100. Nhưng mà Đức Thế Tôn hiện hữu cõi đời này cũng đâu tới 100, cũng 80 năm rồi, cũng thất đại trả về cho thất đại. Rồi so với con người thì coi như từ thời Đức Thế Tôn ra đời thì bắt đầu cứ 100 năm là cái kiếp con người, cái kiếp giảm mà, giảm đi 1 tuổi, thì so lại từ đó tới giờ á là 25, 26 thế kỷ, thì coi như giảm xuống cái tuổi thọ của con người chúng ta đang hiện hữu đây á, thì coi như là trung bình là trên dưới 75 là đúng tuổi rồi, 74, 75. Rồi cái nó giảm, giảm cứ 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi, giảm cho tới khi con người còn 10 tuổi thì bắt đầu kiếp tăng. Thì 100 năm tăng lên 1 tuổi, tăng đến khi bốn con người tới 4.000 tuổi thì bây giờ Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Nếu nói về, tôi nói là thánh giáo lượng, nói theo cái kiểu gọi là thánh giáo lượng, thì chư huynh đệ biết vậy là chừng nào mình gặp Phật nữa đây. Mà bây giờ á mình chỉ may mắn là mình hiện bây giờ mình được thân tướng con người, và mình sống trong cái cuộc đời nó vô thường, mình là một người khách đi đến đây để mình tới cái quán trọ trần gian này, thì quý vị suy nghĩ, vạn vật rồi nó cũng tàn rụi, từ con người cho tới vạn vật, bởi vì vô thường. Vì vô thường mà là do vô ngã, mà vì vô thường vô ngã cho nên nó khổ, vì vô thường vô ngã khổ cho nên nó không, vì vô thường vô ngã khổ không cho nên nó bất an, bất bình, bất mãn, bất như ý. Và cuối cùng mình quán chiếu những cái đó để mình sống trở về với kiếp sống chơi này, để rồi mình cũng đồng lòng làm kiếp sống của con người. Và mình làm được cái chuyện gì cho trần thế thì mình làm. Như vậy thì như tôi đã nói lúc hồi nãy đó, là cái lời của Ngài Trương Hoằng Cừ nói đó, là trời cho ta giàu sang sung sướng là để chiều cho ta, để cho ta có cái dễ bề mà làm lành. Trời bắt ta nghèo khổ lo buồn là để mài dũa cho ta kiên gan bền chí. Thì cái nào nó cũng có ý nghĩa của nó. Cho nên thôi, đã làm kiếp con người là may mắn lắm rồi, thì tôi có lời khuyên lên chư huynh đệ, đừng than trời trách đất chi khi ta khổ, đừng vội vui mừng tự hào chi khi ta sướng. Cuối cùng rồi nó cũng là giả danh,
nó chỉ là hư dối. Mà chúng ta theo đạo Phật có nghĩa là chúng ta theo được cái lời chân Phật ngữ, để chúng ta có cơ hội, chúng ta sáng suốt, chúng ta trải rộng cái mảnh đất lòng của chúng ta ra, để rồi chúng ta đời qua kiếp lại, chúng ta được phước tướng, chúng ta được vinh hiển, chúng ta được trí tuệ. Đó là ba cái điều cần thiết để rồi bất cứ ta sanh ra nơi cuộc đời nào, thế giới nào ta cũng được. Còn đời người không bao lâu mà chúng ta cứ mãi hận thù, chúng ta cứ mãi khổ đau dằn vặt, chúng ta cứ mãi ích kỷ đê hèn, chúng ta cứ mãi nghi ngờ đố kỵ, có nghĩa là chúng ta tự giết chúng ta. Tự giết chúng ta. Cho nên hiểu được cái một lời Phật thôi, một câu thôi, là chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Người cúng dường Pháp là người tùy thuận các tướng. Đối với các tướng không có chỗ sở nhập, cũng không có chỗ sở quy. Phật dạy bảo, Đức Phật bảo này thiên đế, vương tử nguyệt cái theo Đức Phật dược vương, nghe học Pháp như thế gọi là nhu thuận nhẫn. Bèn cởi bảo y đang mặc trên mình, dâng lên cúng dường và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ thực hành cúng dường Pháp để thủ hộ chánh Pháp. Kính mong Thế Tôn thương xót, dùng oai thần vững mạnh, khiến cho con đủ nghị lực hàng phục ma quân, tu Bồ Tát hạnh. Đây là lời nguyện, lời phát nguyện, phát thệ. Các vị phải nhớ như cái bài rồi tôi phân tích nó rõ đó. Cái lời phát nguyện nó khác hơn cái lời khẩn cầu. Lời phát nguyện phát thệ nó khác hơn cái lời van vái xin xỏ. Bởi vì cái lời phát nguyện nó là phát xuất từ cái lòng lành, từ cái tâm lành hướng đến cái giải thoát giác ngộ. Còn lời khấn vái cầu xin, văn này là cái lời đó xuất phát từ cái tâm lo âu, tâm sợ hãi, tâm mong muốn, tâm ích kỷ. Thành ra những người học Phật thiệt á, học mà học cái kiểu như tôi chia sẻ cho các vị vậy rồi á, thì các vị không có cần khấn vái mong cầu ai hết, mà hãy phát cái lòng lành. Mà cổ nhân thường nói, hãy phát cái lòng lành thì mọi sự hanh thông, mọi sự tươi đẹp, mọi cái phước lành nó tới. Còn mình mà làm ác, mình nghĩ ác, mình nói ác, mình mưu mô tính toán thì cái họa nó tới vậy thôi. Cho nên làm lành hay là làm ác là coi như là có người ghi chép hết vậy. Mà thật sự không ai ghi chép hết đó. Là lương tâm của ta ghi chép. Mà người xưa nói cái bài rất hay là hành tàn hư thật tự gia tri, họa phúc nhân do cánh vấn thì, thiện ác đau đầu chung hữu báo, chí tranh lai tảo giữ lai trì. Cái điều mà mình hành động của mình, thực hành của mình, cái nết tánh của mình trong cái cuộc sống này đó, hư hay thiệt tự mình biết. Bởi cho nên tôi nhớ cái kỳ tôi nói các vị, mà khi mà ông Thái giám Trần Lâm mà vô thăm ông Quách Què, khi mà bị ông Bao Công giam trong ngục rồi đó, ông nói câu rất là tuyệt vời này: Quách Què, trên đầu ngươi á, cách ba thước có thần linh. Ngươi bộ không có hổ thẹn trong những đêm dài, ngươi nằm mộng ngươi không thấy ác mộng sao? Ngươi ngủ ngươi không thấy chim bao, ngươi không thấy là ác báo nó chập chờn nó đòi mạng ngươi sao? Trên đầu ba thước ngươi nhớ có thần linh. Là ý nói con người á,
thân, miệng, ý. Ngoài cái đầu này, ba thước này, cái lương tâm, lương tri, nó ghi chép, nó hành hạ. Nếu chúng ta có ác nghiệp, thưa quý vị, đối với tinh thần đạo Phật, thể hiện rõ cái đức từ bi. Cho nên làm sao chúng ta, nếu chúng ta có những cái sai lầm vụn dại, chúng ta cố gắng quay đầu. Đừng bao giờ chúng ta sống trong cái nỗi lo sợ buồn bã không kịp. Nó quan trọng chúng ta có cái ý để chúng ta chấp nhận quay đầu hay không. Và cuộc sống của chúng ta có chấp nhận trải tất rào lòng ra để chúng ta ban bố, gọi là tri ân bố đức, có chấp nhận để hỷ xả, để tha thứ, để dung nạp những cái sai lầm vụng dại của người xung quanh mình hay không? Đó là hai việc. Việc thứ nhất, ta tự tha thứ những cái sai lầm vụng dại của ta để ta ăn năn, ta hối cải, ta làm tất cả mọi việc lành để chúng ta gọi là lập nguyện giữ gìn cái ý chí cao thượng ngay giờ phút đó và tương lai. Cũng như chúng ta chấp nhận tha thứ, cởi mở, dung chứa để chúng ta chấp nhận cái sai lầm vụng dại của người thân chúng ta. Nếu được hai cái đó, lòng chúng ta nó thảnh thơi. Mà tôi nhớ thiền sư Từ Thông, thiền sư Như Quyển, ông viết cái bài mà hồi đó tôi cầm ca đó, tôi không có tâm đắc nha. Thật sự nghe hay nhưng mà không có tâm đắc. Tới ngày hôm qua tôi ngồi lại, tôi suy nghĩ lại đó, cái tôi mới hát lên cái tự động, bởi vì chiều hôm qua trời mưa quá đi. Rồi cái ngồi một mình nhìn mưa rơi rồi tôi mới tâm đắc. Cái bài gọi là Liễu Đạo Ca mà ngài Như Quyển Thiền Sư viết theo cái kiểu điệu Lưu Thủy Hành Văn. Ai biết được đời tôi thảnh thơi, lòng mà sáng hơn sao trời, xối ra xuyên suốt không gian 3000 đại thiên, khi nhiếp thu trong một quy trần. Ai biết được lòng tôi rộng rang, nhìn hữu vi như bọt bèo, trong qua giảng pháp lao sao vô cùng diệt sanh, tội quát nhiên nở nụ hoa cười. Xin các bạn nhìn lui quyển thân, đời đã hơn nửa đời, mong manh năm tháng qua mau rõ là mong manh, lù liễn chi thể sự vô thường. Ôi cõi tạm trần gian xá chi, lời Thế Tôn dạy rằng, nhân sinh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua, vùi thu chỉ giấc đẹp canh dài. Bài tuyệt vời. Nên là đó, ngồi một mình, hát một mình, rồi thấm thía tư duy, như vậy là thiền đấy. Vậy là khỏi cần đọc kinh dài, khỏi cần lại Phật nhiều. Tôi, các vị biết là coi như là bây giờ cứ là sáng chiều tôi thắp hương, rồi lại cái rồi mình cũng cung kính, rồi cũng dâng lên cúng dường, rồi sau vậy cứ rồi đâu có cần mà quỳ mà hít hà. Trời ơi, có nhiều người họ rên nguyện cầu
Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con một dạ chung lòng thế này kia nọ, thành tâm cầu nguyện cho chúng con. Phật nói mày nói sao tao nghe mệt quá mày ơi. Cho nên á, vừa khởi tâm thôi là Phật biết rồi, không cần phải quỳ khẩn khuyết gì hết á. Cho nên tôi thắp hương, tôi lại cũng cung kính cắm vô. Bạch Đức Thế Tôn, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến. Coi như con bạch Thế Tôn, sáng hôm nay con vừa thức dậy, coi như Thế Tôn minh chứng cho con, là coi như là sáng nay là lòng của con hiện bây giờ nó thanh 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 thoát, nó nhẹ nhàng, coi như con không có toan tính, không có mưu ý để mà ngày nay con đi cướp của giết người, ngày nay để con đi tạo tội lỗi với ai, con không có sát sanh hại mạng, coi như bạch Thế Tôn, coi như là lúc đó là cái buổi sáng. Buổi chiều trước khi mà coi như xong hết mọi việc, tắm rửa xong xuôi, ăn uống chiều xong xuôi hoàn tất rồi, chuẩn bị để vào ngồi đọc kinh. Đọc kinh tôi thật, tôi không có tụng quả mỏ tụng kinh đâu, làm sùm ta hàng xóm ta phiền. Coi như là tôi bạch Thế Tôn, là coi như là cái trầm thủy thiền lâm hương phước ức chiên đàn vườn tuệ cửu tại bồi, giới đao tích tụ tủng sơn hình nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng. Bạch Thế Tôn, coi như một ngày qua con luôn luôn như lời Thế Tôn dạy, là coi như là con đã làm được, con đã giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý con, đành rằng cái thô thiển nó không có, nhưng mà cái vi tế coi như là nó chắc chắn cũng có những cái điều, một bước chân đi là cũng ít nhất cũng đạp dẫm như trùng, một lời nói ra có khi cũng mít lòng mít dạ, dù lớn hay nhiều hay ít hay nhỏ gì đó, mình tự mình vậy ra là ăn năn sám hối rồi. Còn nếu không thì đọc cái bài dài một chút, đọc cái bài để nhắc nhở cho mình, mà giống như người xưa ta nói là triêu cổ mộ chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi sắc, kinh khinh Phật hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Chiều ấy cảnh dục nương dâu tối non tây ô lặng rồi, ngày giờ không dừng nghỉ già bệnh dễ kề người, chết đến ai hay biết ngày đi khó kẻ ngăn, người đời nên để mắt khôn tán chớ quan tâm. Bạch Thế Tôn, giờ này con biết rằng là cái buổi chiều rồi, cảnh dục nương dâu tối rồi, non tây ô lặng rồi, nói lặng là mình thuận theo, gọi là phổ vị thế giới tất đàn, chứ trời kia bao giờ lặng, trăng kia bao giờ mọc, do cái quả địa cầu nó xoay tròn, cái hệ thái dương mặt trời, cái hệ mặt trăng vậy thôi. Nhưng mà tại vì mình thuận thuận gọi là thuận theo cái tướng đó mà, nãy tôi nói là thuận theo cái tùy thuận các cái tướng, bởi vì đối với các tướng không có chỗ sở sở không có chỗ sở nhập, cũng không có chỗ sở quy. Cho nên như vậy mà nhất niên chi kế tại ư sưng, mà nhất nhật chi kế tại ư dần. Một năm á, thì ai cũng biết là mình lo liệu tính toán bắt đầu từ mùa xuân, còn một ngày á, mình tính toán từ giờ dần tính ra. Cho nên giờ dần là cái giờ tí sửu dần. Tí sửu dần là giờ giờ một giờ bắt đầu mình thức dậy trước khi cái minh tướng xuất hiện là từ 4 tới 5 giờ sáng. Giờ tí là cái giờ từ từ 10, 11 giờ tới 1 giờ, giờ sửu là từ 1 giờ tới 3 giờ, giờ dần là từ 3 giờ tới 5 giờ. Coi như bắt đầu giờ đó là mình thức giấc, mình thao thức, dù có ngủ đi nữa cũng là chập chờn nằm nướng. Vậy cho nên các Phật tử, các huynh đệ mình á, tôi nhắc nhở á, đối với tôi là mập béo vậy chứ không bao giờ tôi thức giấc sau sau 5 giờ. Coi như là ở bất cứ giờ nào, địa phương nào mà tôi thức dậy là phải trước khi mặt trời xuất hiện. Như vậy thì con người nó mới có cái tánh thông minh. Còn cái người nào mà ngủ kỹ quá, ngủ cho tới mặt trời lên cao rồi đó, thưa các vị, nó không có thông minh. Trong khi ngày hôm kia tôi đi khám bệnh, tôi nói vui chút xíu này, nói hoài lề xả stress.
Tôi mới vừa mua cái gói, các vị biết là cái gói là bác sĩ mới bắt tôi mua cái gói là cái nó cứng, nó cao cái đầu lên, bởi vì mập vậy thì bên này nó sẽ khi ngủ mà nằm bằng cái cơ thể thì nó lại khó thở, nó thở gián đoạn, cho nên mua cái gói cao kê cái đầu lên. Nhưng mà tôi nói với bác sĩ rằng đúng, như là bác sĩ nói đúng, có người mà ngủ gián đoạn sáng thức dậy á, bác sĩ nói với tôi là 8 tới 8 9 giờ mà thầy còn chưa hết say sẩm mặt mày, thầy chưa hết bình tĩnh. Tôi nói dạ đúng, đúng là như vậy. Nhưng thật chất thưa bác sĩ là tôi không bao giờ thức dậy sau 6 giờ hết. Có trễ lắm cũng cũng là bởi vì Mỹ không phải như Việt Nam, các vị cảm thông. Ở Việt Nam thì phải thức dậy 4 giờ, 3 giờ mấy thức dậy để công phu. Nhưng mà ở Mỹ này là buộc lòng là phải 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 lấy nó trên 1 múi giờ của Việt Nam. Không có ai thức dậy 5 giờ, chỉ ra cái người có đạo và người có trí để mà hiểu được cái khoa học cái này. Cho nên vì vậy mà 5 giờ tôi thức dậy rồi, cho nên tôi đi tới đi lui, dầu rằng tôi không có mà tu tu cái hình tướng mà gõ mõ tụng kinh, nhưng mà các vị biết là dầu không tụng kinh nhưng mà đi tới đi lui một mình tĩnh tâm. Ví dụ như tôi không tụng ra bên ngoài, không có là rên rỉ, ví dụ như khuya cái là gõ 3 hồi mõ xong rồi cái diệu trạm tổng trì bắt động tôn thủ lăng nghiêm dương thế hy hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tượng bắt lịch tăng kỳ hoạch pháp thân nguyện kim đắc quả thành bảo dương hoàng độ như thị hằng sa chúng tương thử thân tâm phụng trần sát thì tắc danh di bao Phật ân phục thịnh thế tôn dị chứng minh ngũ trược ác thế thể tiền nhập như nhất chúng sanh dị thành Phật chung bất ư thử thủ nê hoàng đại hùng đại lực đại từ bi cánh thẩm trừ di tế hoặc linh ngã tạo đăng vô thượng giác ư thập phương giới tọa đạo tràng thân nhã đa tánh khả tiêu vong thước cả ra tâm vô động chuyển. Tôi thì không có rên vậy nhưng mà lòng tôi mà hễ phía thức dậy là luôn luôn, thật chất mà nói là luôn luôn nhớ cái bài phát nguyện này. Phát nguyện là dũng mãnh oai hùng, có như ngũ trược ác thế thệ tiên nhập như nhất chúng sanh dị thành Phật chung bất ư thử thủ nê hoàng. Chứ không có là sáng nay con dậy là con phát nguyện là cho con được vãng sanh tịnh độ để mà con sợ cái thế giới này. Tôi không phải nói về là tôi bác tịnh độ. Cái kiểu nên nhớ là cỡ như ngài A Nan sau khi cái nhìn thấu rõ, tỏ rõ thật tướng pháp rồi mà còn phát nguyện vậy mà. Nếu mà ngày nào mà như nhất chúng sanh dị thành Phật, ngày nào mà còn một chúng sanh chưa thành Phật thì chung bất ư thử thủ nê hoàng, thì ngày đó coi như con không có an lòng, con không có ngồi trên cái cảnh giới niết bàn. Vì thật ra thì Phật nào, chúng sanh nào, chúng sanh trong lòng ta, những cái tư tưởng chúng sanh trong lòng ta mà nếu mà chưa có cải đổi, chưa có chuyển hóa, chưa có trở về giác ngộ được thì thật ra làm sao mà được cái an lạc niết bàn được. Trời ơi, mình tư duy như vậy để cái giờ công phu khuya là mình nhớ cái bài đó, là mình nhớ cái mình rồi, xong rồi cái bắt đầu hồi cái này vô Nam Mô Tát Đắc Tha Tu Già Giá Ra Ta Mê Một Địa Tát Đắc Tha Tỏ Nam Mô Tát Đắc Tha Tri Đi Sa Mô Tát Bảo Đạo Địa Đa Tệ Mô Đa Nam Miệng Bảo Đạo Chí Nam Ta Sát Ra Ba Ca Giờ Nam Mô Lô Kê La Hán Na Nam Nam Mô Tô Lô Đa Ba Na Nam Nam Mô Ta Yết Rị Đà Già Di Nam Nam Mô Lô Kê Tâm Hiệu Già Đa Dân Dân vậy đó. Rồi xong rồi cái rồi bắt đầu cái rồi xong cái gần gần xong thời kinh thì có cái bài là coi như là tán tán lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân
tăng kỳ của viễn tu nhân, đấu xuất gián thần, trường từ bổ việt kim luân, tọa bồ đề tòa, đại phá ma quân, nhất đổi minh tinh, đạo thành gián pháp lâm. Tam thừa, chúng đảng quy tâm, vô sanh dĩ chứng, hiện tiền chúng đảng quy tâm, vô sanh tốc chứng, tứ sanh, cửu hữu, đồng đăng, hoa tạng, quyền môn, bát ngạn, tam đồ, cộng nhập tỳ lô thánh hải. Nội vậy thôi, mình nhớ rồi mình tư duy, mình suy nghĩ rồi mình ứng dụng trong cái sự sáng sớm bình minh. Vậy là coi như là mình thấy mình an lành rồi. Còn cái tụng kinh mà thức cả đêm để rồi thâu đêm suốt sáng trằn trọc, không biết mai này đỏ hay siêu, đêm nằm chỉ mơ những lá biêu. Thấy những lá biêu bởi vì chùa to, Phật bự, chức quyền, danh vọng thì coi như là nằm mơ mộng là thấy móc túi không à. Ông không riêng gì ở quốc ngoại mà ở Việt Nam cũng vậy. Bởi vì danh vọng lớn thì phải dân nạp nhiều. Dân nạp, các vị biết là một ông trụ trì, một ngôi chùa mà muốn làm cho rình rang, cho nở nàng, cho rõ ràng làng nước, cho để tự do sinh hoạt thì phải dân nạp. Dân nạp nào là cụ, nào là hội chữ thập đỏ, nào là mặt trận, nào là quỹ ban, nào là không phải là dân nạp cho họ ăn, nhưng họ phải động viên mình để mà giúp đỡ cho người nghèo. Họ sắp sửa có cái chiến dịch, họ có cái chính sách cho người nghèo, họ động viên mình phải làm những điều đó, vân vân. Rồi dân nạp lên các cấp giáo hội. Thành ra ở Việt Nam thì nằm mơ móc túi kiểu Việt Nam, ở Hoa Kỳ thì nằm mơ móc túi theo kiểu Hoa Kỳ. Cho nên cuối cùng rồi người tu nằm xuống là chỉ mơ thấy tiền, mơ thấy gọi là tính sao có lợi thì làm, thấy mơ thấy là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Thành ra tôi hỏi các vị, vậy sao mà gọi là giải thoát giác ngộ được? Cho nên các vị nên nhớ đó, thì coi như là tôi cái tật mà tôi nói hồi cái tôi có móc ở chỗ tôi đó là tôi muốn dừng rồi đó, mà chị cũng để nói hồi cái là mình thương cái người không biết á, thấy tôi phơi bài đó tôi nói móc vậy á là tưởng đâu tôi ghét, tôi ganh tị, không có các vị, thật sự thương đó, thương mới nói. Thương là cái người đang đi trong cái mịt mùng nhưng mà cứ tưởng đâu là đi trong ánh sáng, cũng như cái con ong nó bay cái ngang cái cửa sổ, nó thấy cái ánh đèn mà cái cửa sổ nó đã đóng bít lại, sợ gió nó làm tắt ngọn đèn mà nó cứ nó đụng đầu rè rè, trong khi đó kề bên cái cửa sổ nó có một cái cửa cái mênh mông rộng mở, nhưng mà tại vì nó tưởng đâu là tối, nó không thấy lối ra, nó thấy ánh sáng nó chui đầu ra vậy. Thương cho những người lầm đường lạc lối bởi cái danh dị, bởi cái quyền tới, bởi cái chùa sang tượng đẹp, bởi những cái mà coi như là. Nhưng mà tôi nói được, tôi phiên cho huynh đệ, tôi sẵn đây có mấy học trò đệ tử gọi là quy y, tôi từ mấy mươi năm nay tôi cũng nhắc. Tôi lấy vai trò của ông thầy, tôi định nói lên cho các huynh đệ là tôi nói được. Là vì tôi là một cái người nói để mà truyền đăng tục diệm, để nói gọi là phá tà hiển chánh được. Còn chư huynh đệ là người Phật tử tại gia thì không nên dùng những lời nặng nề chỉ trích. Bởi vì mình đến với đạo mình là trách nhiệm bổn phận của mình là hộ trì tam bảo, gọi là ưu bà tắc, ưu bà di. Thì thật sự ra tại sao trần đời này nó mênh mông, nó bát ngát mà khiến sao mà mình phải nghe cái ác, thấy cái ác, biết cái ác, đó là cũng là cộng nghiệp với nhau rồi. Cho nên tôi nói đây, tôi có lời khuyên sẵn đây, tôi nhắc nhở các lời khuyên cho huynh đệ, đừng có chê bai, chỉ trích, chửi bới tăng ni. Giống như hồi sáng tôi dậy rất sớm, tôi có điện thoại cho một người Phật tử ở Đắk Lắk phải, Gia Lai phải. Tôi có nhắc nhở, trời đất
Phật thương, hay là mình nói theo kiểu thế gian là cha mẹ ông bà tổ tiên sanh ra mình được làm người, được là người trí, nghe kinh được hiểu biết, thì nên trân trọng cái đó. Đừng có vô tình mà mình tạo cái nghiệp. Ví dụ như cô Phật tử nói là tự nhiên có hai ông thầy tới xin tiền con để thế này thế nọ thế kia, rồi con rất là phiền hà, con nói nặng. Tôi nói sau này đừng nói nặng, sau này mình phải quán chiếu nữa. Nếu hai ông này mà không biết mang cái hình thức tu sĩ tới để làm tiền cô, ngược lại nếu ông mang hình thức một cái tên mà gọi là côn đồ, một cái tên là ăn cướp, nó tới nó kề dao vào cổ cô, thì cô nghĩ rằng cái nào nó nguy hại hơn? Đành rằng ngày nay mình thấy quý thầy có nhiều cái sai lạc quá, có nhiều cái dục vọng, có nhiều cái coi như là phạm giới phá trai, nhưng mà các vị thử nghĩ thương coi, vì cái nghiệp mà người ta không rướn qua nổi. Chứ có ai dạy gì không biết đó là nhơ nhớp, đó là hư hại. Giống như tôi mới vừa nghe nói có một vị thầy nào đó ở Bình Thuận đó, mà có tội hành hạ trẻ mười mấy tuổi mà lại coi như là đồng tính gây ấu dâm đó. Thật sự ra ai không biết cái đó là hư nhớp, nhưng mà vì cái nghiệp nó không vượt qua nổi. Thật sự đó các vị hiểu rằng đây vậy đáng thương hơn đáng ghét. Nếu chúng ta lấy cái lòng từ bi của Đức Phật rồi, chúng ta thấy đáng thương hơn đáng ghét. Cái người người ta cũng có ý thức đó, người ta dám cạo cái đầu mặc cái áo, và người ta cũng muốn làm những điều lành, ta cũng muốn nuôi người, ta cũng muốn giúp người đó, nhưng mà vì cái nghiệp nó vượt qua không nổi. Cho nên tôi có lời tha thiết với chư huynh đệ đó, mình người trí học Phật thì có những lúc mình phải thẳng, mà có lúc mình phải dùng bằng cái một cái lòng từ bi và cảm thông. Còn tôi á thì nói thiệt các vị á, tôi cũng nói thẳng cái nghiệp của tôi á, là tôi có tật tôi đánh, là tôi đánh với những người mà tự xưng mình là thượng tọa, là hòa thượng, là giảng sư, mà nói sai chánh pháp kìa. Chứ còn tôi thì các vị, tôi không bao giờ đánh cái người mà tội nghiệp người ta đã cùng đường lạc lối, mà người ta đã bị sa hầm sụp hố rồi mình đạp người ta nữa, tôi không có tánh đó. Hiểu cho kỹ các vị nghe, là tất cả các bài giảng của tôi từ xưa tới nay, tôi quất là tôi quất những cái tên mà tự vỗ ngực xưng ta đây là thầy, ta đây là người học cao hiểu rộng, ta đây là nói đạo, ta đây là hoằng pháp, mà nói sai chánh pháp là tôi không tha. Còn tôi không bao giờ, là người quân tử không giết người dưới ngựa, là người quân tử không đánh lén sau lưng, là người quân tử không đưa con người vào đường cùng. Tôi nói thật các vị, tôi là chưa phải thành Phật tác tổ gì hết đó, tôi là phàm phu thôi. Mà tôi thì thật vậy, thật như vậy. Còn chửi là đúng, mấy Phật tử nói tôi coi như là chửi mới ra kinh, không phải không? Chửi là chửi cái sai, là đi ngược lại cái lời Phật dạy, mà tự hô hào rằng ta đây là coi như là đại diện cho Phật thôi. Còn cá nhân thì thôi mặc tình. Cá nhân thì nếu làm sai thì trên đời này các vị biết luật nhân quả, đâu có tha ai. Thôi ráng hỏng chút, tôi nói về dòng hết giờ. Xin lỗi các vị, nói hồi quên giờ rồi đó. Trời hết giờ rồi. Rồi vậy là còn đoạn chót sao học đây. Rồi thôi phải chịu 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 ngày thứ bảy nữa rồi mới hết phẩm này rồi. Bữa nay cố gắng nói cho hết cái chương này mà rồi không kịp rồi. Thôi coi như là chịu ngày thứ bảy nha. Ngày thứ bảy nếu mà hết rồi cái học kiếm chuyện gì nói vòng vòng như bữa nay vậy đó, cái này thì cũng hết giờ. Sao tôi đâu mà lời đâu mà nói nhiều quá vậy không biết. Thì tôi nói không biết bao nhiêu lời mà sẽ không hết đúng. Thôi các vị hoan hỷ nha. Thứ bảy mình gặp nhau tiếp. Chúc lành đến toàn thể quý vị.